Bây giờ anh chọn em hay chọn con anh? Chọn cái gì mà chọn, anh cũng không yên nữa. Em buồn quá à. Thôi được rồi, em hiểu rồi, anh chọn con anh cái gì. Thôi bây giờ em dọn ra ngoài để cha con anh ở với nhau. Em thôi cái trò giận dỗi con nít đó đi. Còn thằng Khang nữa, gọi cô Hằng bằng mẹ đi. Đó, anh thấy chưa, anh là cha nó, anh còn không dạy lại được nó. Huống chi là em nói một tí là bị dây tiếng ác liền à. Tao nói mày không nghe hả Khang? Mày cấm hả? Có yêu thương gì đâu mà cả bằng mẹ. Chỉ có ba mấy mụ quán bị bả vô dỗ thôi. Còn con không bao giờ cậy mụ phù thủy đó bằng mẹ đâu. Chứ thằng này, thôi để có sức giàu cho ba con lỡ tay thôi, con đừng có giận ba con nha. Đừng có đổ con vào tôi. Cô tới làm gì? À, thì ra là cô gửi con cô ở đây để lấy cớ lui tới đúng không? Cô lấy cái quyền gì mà hỏi tôi? Cô bị điên à? Cô đến nhà tôi thì tôi phải hỏi chứ. Cô mới là người bị điên đó. Bớt xong ảo tưởng này đi. Cô với chồng tôi chưa có cưới hỏi. Cô mới là người ăn nhờ ở đậu đó. Mẹ. Con. Ủa, con bị làm sao vậy? Con bị đánh đúng không? Hèn chi mẹ sốt ruột nãy giờ. Gì? Nhìn gì tôi? Nó bị ba nó đánh á vì nó hổn thôi. Chứ tôi làm gì dám đụng tới cái thứ mắc dạy đó đâu mà nhìn. Hồi nãy ba kêu con gọi cô ta bằng mẹ, con không gọi nên bị ba đánh. Trời, ta cũng dám nhận mày làm con đâu ha. Ba mày còn muốn nhìn mặt mày hướng chi là tao. Con không còn người cha như vậy. Con cút đi. Mắc mới thì ta phải cút. Cái người cút á là hai mẹ con nhà mày á. Cô nói cái gì? Em xin lỗi chị. Chị bớt nóng với chị bớt nóng. Cái gì nữa vậy? Là như chị thấy cái đầu con sưng á. Chị giận quá, chị lỡ tay với em thôi. Chắc là chị lo cho con quá đó mà anh. Ai cho cô tới đây? Còn dám hành hung người ta nữa hả? Cô chỉ vừa thôi. Tối nay đã xong, còn đóng giá nữa. Thấy chưa, em là bạn rồi. Anh đừng có la chị Châu mà. Anh đúng là người đàn ông hèn hạ. Anh nghe lời của phù thủy này rồi anh đánh cô đúng không? Cô